cái máy mình làm chuẩn để mình cắt luôn cái phần trên đây, thì xóc quýt thì phần máy sẽ là phần dài, ở trên đây sẽ là phần ngắn. Còn ví dụ như là nếu những cái tóc nào mà nó có bị nói chung là trên này nó bung nhiều á thì mình sẽ cắt là nó bằng. Còn nếu mà tóc nào mà nó xẹp giống vậy nó ok đẹp thì mình sẽ cắt máy dài và ở trên ngắn hơn xíu. Hello anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cắt kiểu tóc xóc quýt kết hợp với lại low fade và chừa phần viền phía trước này nó hơi đen một tí xíu để tạo điểm nhấn. Kiểu xóc quýt á hoặc là kiểu sport thì mình muốn nó dựng lên cỡ tầm nào thì mình sẽ kéo độ dài lên mà mình đo, mình xem coi cỡ như thế nào, nó dựng cỡ tầm nào nó đẹp á, thì mình sẽ tư vấn khách là cắt ở tầm đó. Bây giờ cái máy này của em là em muốn ngắn một xíu không? Ừ. Cỡ 1 cm đi ha. Ừ. Okay. Mình sẽ cắt một cái điểm bằng ngay đây. Kế tiếp là mình sẽ cắt bầu, bầu qua hai bên. Ok, sau khi mà có cái điểm máy làm chuẩn cái độ dựng của máy như thế nào ok rồi thì mình sẽ lấy cái máy mình làm chuẩn để mình cắt luôn cái phần trên đây. Rồi, có phần máy ok rồi, phần trên đây ngắn rồi thì mình sẽ lấy phần ở trên đây kéo ra phía sau để cắt cái điểm ngoài sau này cho nó có phần tiếp giáp nó liền với nhau, nó không có bị chỗ ngắn chỗ dài nhiều quá. Okay. Rồi đầu tiên cắt thì mình sẽ đi khung. Khung này á, thì mình sẽ đi cỡ 4.5 mm. Tại vì phần thành này nó cũng đã thẳng rồi, thường thường khách này tầm 2 tuần là cắt một lần, cho nên là mình không có cần đi những cái cỡ quá to như là cỡ 10 mm. Thì do mình sẽ là 4.5 mm, đóng lưỡi để thẳng lên luôn. Lưu ý nè là mình không được đẩy ngay chỗ này sát quá thì nó sẽ bị khuyết vô, nó chỉ còn phần này nó dài thôi thì nó sẽ bị xấu, nó còn cái máy thôi, mình cắt làm sao mà phải cho phần này nó hơi đen đen xíu rồi bắt đầu ngay chỗ này nó ngắn, bắt đầu nó dài 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 ra từ từ nó có độ liên kết thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đâu gì nó mình cắt lâu phay. Khách yêu cầu là muốn để cái đường viền này khi cạo xong á nó sẽ còn cái viền màu đen luôn, cho nên mình sẽ phay cái phần ở trong này cho thiệt là sát mà nó không có sát ở phần viền ngoài này như thường lệ là mình cắt mít rồi này nọ thì nó mất luôn cái viền này. Hôm nay mình sẽ phay làm sao cho chừa cái viền này. Bây giờ mình sẽ tạo ngấn nè. Rồi tiếp theo mình sẽ đi phá cái phần màu ở phía trên này. Phá phần màu xong, sau đó mình sẽ phá luôn cái ngấn này. Chứ vào không có phá cái ngấn này trước, phá ngấn này trước nó sẽ bị dòm lên đây và tạo thêm một cái ngấn đen nữa. Mọi người làm xong mọi người sẽ khó phá được lắm. Đầu tiên vô là mình sẽ đi cử 1.5 nè. Mở lưỡi xuống đóng lại xíu cho nó bén. Okay.
Rồi sau khi mà mình phá bớt cái màu trên đây nó lọt rồi thì mình sẽ đi phá ngấn. Mà sau khi mà đóng phá ngấn thì mình sẽ đóng lưỡi hết, mình phá, nhưng mà có thể là phá được hoặc là không được, tùy theo là cái da đầu hoặc là cái chất tóc người đó dày hay là mỏng. Mỏng thì phá nó sẽ rất là dễ mờ lên đều đẹp, còn nếu mà dày á thì mình sẽ bắt buộc mình phải tháo thêm cái lưỡi này ra và hạ xuống và mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa thì nó sẽ mờ. Rồi sau khi mà phá ngấn rồi thì nó chỉ còn một tí xíu nhỏ nhẹ thôi, thì mình sẽ tháo cử này ra và gà lại một tí xíu nữa là xong rồi. Mở lưỡi ra, mở cử ra thì đầu tiên mọi người mở lưỡi trước nha. Mình gà qua mình thấy nó không ăn á thì mình sẽ đóng nhẹ nhẹ nhẹ, đóng lại từ 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 đến khi nào mà phá mất cái ngấn thì thôi. Bắt đầu mình sẽ vẫy luôn mấy cái phần lông con với lại cái phần tóc ở dưới này cho nó thiệt là sát, rồi bắt đầu mình sẽ đánh thập cạo nha. Cạo hộp cạo, khi chỗ nào mà nó nhỏ quá thì mình chỉ cần cạo xuống thôi, còn chỗ nào mà còn khoảng cách, ví dụ như mình cạo xuống 1 cm thì hồi mình sẽ cạo lên nửa cm nha. Để tay để em thấy nha.